cứ chắc chắn như vậy suốt 2 tuần lễ thì tôi thấy là tôi còn phải bán cái con đó đi cho một người khác. Và khi tôi bán con đó rồi á, thì anh ấy cứ nói là tiền bây giờ đã vô tài khoản của anh rồi, tiền bây giờ nó vô PayPal rồi, bây giờ phải chuyển qua anh này kia. Nhưng mà thật ra trong suốt 2 tuần qua là người ta chuyển tiền, nhưng mà anh ấy lại dùng cái số tiền đó để chơi xì ke, để mua cần sa hút, để mua kẹo, mua cây kéo. Một liều như vậy 1 triệu mấy. Đấy mọi người, cái thằng nghiện mà. Nghiện là cái đô nó càng ngày nó càng mạnh lên, và nó không còn nghĩ đến bạn bè hay là tình cảm gia đình. Khi nó nghiện lên rồi nó chỉ biết mình nó thôi, nó không giữ lời hứa với bất cứ ai đâu.